Xin kính chào quý nhà đầu tư. Tuần vừa rồi thì chính phủ cũng như là nhà nước Việt Nam đã ra rất nhiều chính sách cũng như là điều chỉnh và những điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc đầu tư của quý vị trong tương lai như thế nào. Bên cạnh đó thì việc Trung Quốc mở cửa trở lại và tình hình lạm phát Mỹ diễn biến sẽ liên quan như thế nào tới kinh tế cũng như là thị trường của Việt Nam? Quý vị hãy tìm câu trả lời trong video của chúng tôi. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Và trong chương trình Pi Talk tuần này thì tiêu điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là hàng loạt những chính sách thay đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước cũng như là Chính phủ Việt Nam sẽ trực tiếp tác động tới tình hình thị trường và nền kinh tế của chúng ta trong thời gian sắp tới. Vậy thì anh Khang, anh muốn chia sẻ vấn đề gì đầu tiên đối với các nhà đầu tư ạ? Về vấn đề đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý nhà đầu tư mà tôi nghĩ là quan trọng nhất cho nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán trong thời gian vừa rồi chính là việc Bộ Tài chính đã đệ trình lên Chính phủ cái bản sửa đổi Nghị định 65. Trong đó thì cái Nghị định 65 này nó sẽ quy định cái bản sửa đổi này thì sẽ là đề xuất đó là cái việc là làm giãn cái tiêu chuẩn về nhà đầu tư chuyên nghiệp khi mà đầu tư trái phiếu. Ví dụ như là ngày trước thì chỉ cần là nhà đầu tư chuyên nghiệp chỉ cần là có số dư tài sản là từ 2 tỷ đồng trở lên. Thì trong cái bản sửa đổi gần nhất thì là Bộ Tài chính đã yêu cầu là phải là 2 tỷ đồng nhưng mà trung bình 90 ngày. Thì hiện tại cái sửa đổi lần đề xuất này thì là sẽ yêu cầu là nhà đầu tư hoãn cái việc mà yêu cầu 90 ngày này cho đến hết năm 2024. Thì điều này thì có thể giúp cho nhiều nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp hơn. Từ đó thì làm tăng cái nhu cầu cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, làm giãn cái gọi là cái khủng hoảng về thanh khoản cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì Nghị định 65 này cũng cho phép các tổ chức phát hành, tức là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể được là họ có thể có thời gian để mà hoãn trả nợ trong cái kỳ sắp tới, tức là kỳ trong năm 2023. Thì điều này thì rất giúp ích cho những cái doanh nghiệp mà bất động sản trên sàn hiện tại thì đang gặp cái vấn đề về thanh khoản khi mà họ không có đủ cái lượng tiền từ hoạt động kinh doanh để trả lại gốc và lãi trái phiếu mà đáo hạn năm tới. Thì đây là một cái nghị định mà tôi nghĩ là nếu mà được thông qua thì sẽ là một cái tin rất là tích cực cho thị trường chứng khoán và nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng. Vâng, chúng ta đã khởi đầu với một cái thông tin rất là tích cực cho các nhà đầu tư. Vậy thì bên cạnh đó chúng ta có tin vui nào nữa không thưa anh? Nếu mà nói về cái tin một cái tin tích cực nữa thì có thể đến từ động thái từ Ngân hàng Nhà nước khi mà thời gian gần đây thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì đã đưa ra một số cái không hẳn là văn bản nhưng mà đưa ra một số định hướng đó là yêu cầu các ngân hàng phải hạ lãi suất cho vay. Thì cái này nó chưa phải là một văn bản của nhà nước nên là nó vẫn mang tính định hướng nhiều nhưng nó cho thấy là chính phủ thì đang có nỗ lực để mà giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Và bên cạnh đó thì có gần một cái thông tin bên lề đó là Hiệp hội Ngân hàng cũng đang là có một cái thống nhất đó là sẽ hạn chế gọi là khống chế trần lãi suất huy động 12 tháng tại các ngân hàng thì dự kiến là cái mức này sẽ loanh quanh ở khoảng mức khoảng 9,5%. Thì đây cũng là một động thái cho thấy là động của nhà nước đó là nhà nước muốn hạ lãi suất. Tuy nhiên thì cái thông tin mà hạ cái lãi suất huy động và không phải tăng tạo ra trần lãi suất huy động thì tôi nghĩ nó cũng mang lại nhiều cả tích cực và tiêu cực. Tiêu cực thì có thể sẽ dẫn đến cho các banh nhỏ, tức là các ngân hàng nhỏ trong hệ thống, tại vì khi mà cái trần được áp thì hầu hết nó sẽ không có sự khác biệt giữa các cái ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ, và người dân và cũng như là các tổ chức kinh tế thì sẽ có xu hướng đó là gửi tiền vào các ngân hàng to uy tín khi mà lãi suất giống nhau hơn là gửi tiền vào ngân hàng nhỏ. Thì cái điều này thì có thể ngắn hạn sẽ gây ra một số cái khủng hoảng thanh khoản cho các ngân hàng nhỏ và cái uy tín của họ trên thị trường thì không tốt, và các ngân hàng lớn thì đây chính là cái mặt tiêu cực của vấn đề. Trong tuần vừa rồi thì tôi đã làm một video mà nói về các cái quyết định vĩ mô cũng như là những cái điều mà nhà nước đang làm để điều chỉnh vĩ mô và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong tháng 12 vừa rồi. Quý vị có thể xem lại ở đây. Và trong video đó thì có một điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là việc mà tỷ giá giữa USD tức là đồng đô la và Việt Nam thì đang giảm rất là lớn trong thời gian vừa qua. Thì cái điều này đã tạo cơ hội cho là ngân hàng nhà nước cũng như là có thể gọi là trong suốt nhiều tháng qua bán dòng đô la thì đã có cơ hội để mua lại đô la. Hiện tại ngân hàng nhà nước đang chào mua lại đô từ các ngân hàng thương mại với giá là 23.450. Thì cái điều này là một động thái tôi nghĩ là rất tích cực khi mà tỷ giá xuống thì sẽ làm giảm gánh nợ tài chính cho cả quốc gia cũng như là các doanh nghiệp có nợ vay đô. Thì cái này cũng là một thông tin mà tôi nghĩ là sẽ tiêu rất là tích cực cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn thưa anh Khang. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn xem lại video về vĩ mô tháng 12, toàn cảnh vĩ mô tháng 12 mà anh Khang vừa nhắc tới thì quý vị có thể xem lại ở đường link bên dưới comment.
Và thưa Khang, bên cạnh cái việc là những cái yếu tố vĩ mô mà anh vừa nhắc tới thì thị trường có điểm gì đáng chú ý không ạ? Nếu mà về thị trường thì có một điểm rất đáng chú ý, đó là về thị quy định mới ở trên thị trường phái sinh. Khi mà Ủy ban chứng khoán thì yêu cầu là tăng tỷ lệ ký quỹ phái sinh từ mức 13 lên 17%, thì cái điều này thì tôi nghĩ nó sẽ có tác động đến thanh khoản của thị trường phái sinh. Nói nôm na là cùng một số tiền thì hiện tại nhà đầu tư sẽ có thể thực hiện giao dịch được số ít hợp đồng hơn trước. Thì có theo như tôi đánh giá thì cái điều này nó thể hiện một hai định hướng của Ủy ban chứng khoán cũng như là cơ quan quản lý. Điều thứ nhất là có thể là họ muốn đẩy dòng tiền đang từ thị trường phái sinh sang lại thị trường cơ sở. Nhưng chúng ta đều biết là trong suốt cái đợt giảm vừa rồi thì thanh khoản của thị trường cơ sở thì giảm rất là nhiều. Tuy nhiên thì dòng tiền đã chuyển sang thị trường phái sinh và thanh khoản thị trường phái sinh thì tăng cao rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai mà tôi nghĩ có thể ảnh hưởng đó chính là việc là nó phản ánh một việc, đó là các ủy ban chứng khoán muốn tăng cái độ an toàn của thị trường cũng như là của an toàn của hệ thống. Khi mà thời gian vừa rồi thì thị trường phái sinh cũng biến động rất là lớn, có chúng ta đã từng chứng kiến là giá phái sinh có lúc mà giao dịch ở mức giá trần. Thì nếu mà cái tỷ lệ ký quỹ mà không đảm bảo được thì có thể sẽ gây rủi ro cho các công ty chứng khoán. Thì cái điều này tôi nghĩ là một trong những động thái của ủy ban chứng khoán cũng như là cơ quan quản lý để đảm bảo tính an toàn của hệ thống. Mà thưa anh Khang, và liên quan đến việc này thì tôi nhớ là lần gần đây nhất mà chúng ta nâng tỷ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh cũng là từ năm 2018, tức là cũng đã 4 năm rồi. Vì vậy là đây cũng là một cái tin tức rất là đáng chú ý đối với các nhà đầu tư. Vậy thì với tất cả những cái tin tức về vĩ mô này cũng như là thị trường như vậy thì trong tuần qua VN Index đã có những cái diễn biến như thế nào, có bị ảnh hưởng từ những cái tin tức này không ạ? Trong tuần này thì VN Index đóng cửa mức 1.052,48 điểm, gần như là không thay đổi so với tuần trước, mức tăng chỉ là 0,06%. Một điều mà chúng ta có thể để ý rất là rõ đó là việc là thanh khoản thì giảm rất là nhiều, khi mà thanh khoản tuần này chỉ còn là khoảng 14.700 tỷ so với cả mức tuần trước là gần 19.000 tỷ, giảm 22,65%. Thì theo tôi đánh giá thì cái việc mà thanh khoản giảm như này nó phụ thuộc rất nhiều vào việc là trong tuần trước chúng ta có rất nhiều các cái đợt giải cứu các cổ phiếu bất động sản như là Novaland và Phát Đạt cũng như là Hải Phát. Thì trong tuần vừa rồi thì tuần này thì là các cái cổ phiếu này đã không còn cần phải giải cứu nữa, nên là việc thanh khoản giảm thì tôi nghĩ là lý giải một phần bởi thông tin đó. Trong top các cổ phiếu tăng điểm thì có hai mã đang chú ý, đó là Vietcombank và VPBank, hai mã ngân hàng với mức tăng điểm, đặc biệt là VPBank là tăng đến 9,47%. Thì hai cổ phiếu này đóng góp khoảng tầm hơn 5 điểm cho index. Và cái cổ phiếu tiếp theo mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là cổ phiếu Việt Nam Airlines, mã chứng khoán HVN. Thì cổ phiếu này cũng tăng điểm rất là tốt khi mà có thông tin về việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Ngoài ra thì có một số cổ phiếu cũng đã có cái mức gọi là bứt phá nền, đó là cổ phiếu Hòa Phát khi mà tăng 6,25%, trong đó thì đặc biệt là vào phiên ngày thứ sáu thì cổ phiếu Hòa Phát tăng rất là tốt với mức tăng hơn 5%. Thì có thể nói là Hòa Phát là cái cổ phiếu mà dẫn sóng đợt này. Thì trong cái nhịp tuần vừa rồi thì cổ phiếu đã gặp cái áp lực chốt lời rất lớn, nhưng mà tuy nhiên là vào phiên cuối tuần, tức là phiên thứ sáu, thì khi mà cổ phiếu tăng mạnh lại thì tôi nghĩ nó là một cái tín hiệu tích cực cho thị trường trong tuần sau. Bên cạnh đó thì về cái chiều tiêu cực thì có thể thấy được đó là hai cái nhóm ngành mà dẫn đến việc là VN Index giảm điểm rất là lớn, đó chính đầu tiên chính là nhóm họ nhà Vingroup bao gồm mã VIX, VHM, VRE. Các mã này thì đều có mức giảm ở xấp xỉ khoảng 10%. Từ ví dụ như là Vinhome là giảm 8,87 và mã VIX là giảm âm 13, gần 14%. Nhóm thứ hai chính là nhóm Masan và Vinamilk, tức là hai nhóm thực phẩm và đồ uống. Hai mã này thì cũng đã giảm khoảng tầm âm 2 đến âm 3%. Thì chính những cái nhóm này là nhóm đã lấy đi rất nhiều điểm của VN Index trong tuần vừa rồi. Nếu mà nhìn vào cái biến động giá mà theo các cái mã ngành thì chúng ta thấy được đó là mặc dù là VN Index chỉ tăng nhẹ 0,06%, tức là gần như là đi ngang, nhưng mà gần hầu hết tất cả các ngành đều có mức tăng điểm, như là tài nguyên cơ bản chính là Hòa Phát của Nam Kim, Hoa Sen, nhóm ngành các cổ phiếu thép cho đến ngân hàng dầu khí thì đều có mức tăng từ 0,7 cho đến 4,8%. Tuy nhiên thì hai cái nhóm mà giảm nhiều nhất thì chính là nhóm bất động sản và nhóm thực phẩm đồ uống, chính là Masan và Vinamilk như tôi đã nói ở trên. Và nhóm bất động sản bên cạnh với cả Vincom, Vic và VRE chính là nhóm gặp áp lực chốt lời rất là lớn trong tuần vừa rồi. Thì cái nhóm này là nguyên nhân khiến cho thị trường gần, mặc dù các nhóm khác rất tăng điểm rất là tốt, nhưng mà làm cho thị trường không tăng điểm được.
Nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nhiệt về thanh khoản của thị trường thì có thể thấy được rất rõ, đó là trong cái tuần trước thì các cái cuộc giải cứu của cổ phiếu bất động sản thì đẩy cái tỷ trọng giao dịch biểu đồ nhiệt của thị trường vào nhóm ngành bất động sản rất là lớn, lên đến gần 28%. Thì tuần này khi mà việc giải cứu đó không còn nữa thì tỷ trọng của nhóm bất động sản giảm xuống còn 23,55% mà thôi. Tuy nhiên thì ngược lại là tuần này thì vào phiên cuối tuần thì các nhóm tài nguyên cơ bản, nhóm thép là hút dòng tiền và đã tăng nhẹ từ 7,5 lên 8% thanh khoản của cả thị trường. Một trong những yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là việc khối ngoại, tại vì như ở các bản tin tuần trước mà tôi đã nói thì khối ngoại gần như là động lực để kéo VN Index ra khỏi vùng đáy, và có thể thấy được đó là họ vẫn tiếp tục duy trì cái trạng thái mua ròng với tổng số lượng khối lượng mua ròng, giá trị mua ròng trong tuần vừa rồi là 1.900 tỷ. Trong đó thì phiên, đặc biệt là phiên ngày thứ ba, họ mua ròng vào gần 1.000 tỷ, thì chúng ta có thể thấy được đó là gần như là diễn biến của thị trường hiện tại đang khá là tương đồng với cả cái lực mua của khối ngoại. Khi mà phiên thứ ba thì VN Index tăng điểm khá là tốt, và sau khi mà khối ngoại bắt đầu giảm dần cái giá trị mua ròng thì thị trường cũng bắt đầu thể hiện cái sự điều chỉnh dần dần, hoặc là tốc độ tăng đã bắt đầu giảm lại. Về phía tự doanh thì gần như họ vẫn đang ở một trạng thái là gọi là trung lập, khi mà lũy kế lại họ chỉ bán dòng nhẹ khoảng 26 tỷ. Trong đó thì có 4 phiên từ phiên thứ 3 đến phiên cuối tuần thì họ mua, nhưng cái mức độ mua của họ thì không nhiều lắm, chỉ khoảng tầm từ vài chục cho đến hơn 100 tỷ một phiên. Nếu mà chúng ta nhìn vào thì họ đang rất tích cực mua vào các cái mã như là Novaland, đặc biệt là Novaland. Nếu mà họ mua dòng chỉ hơn 100 tỷ một phiên thì riêng giá trị mua dòng Novaland trong tuần vừa rồi của tự doanh là lên đến 363 tỷ. Tiếp đó là Hòa Phát. Và ngược lại, họ cũng cùng với cả khối ngoại là bên bán ra rất là nhiều Vinamilk và Masan. Thì đây cũng là nguyên nhân mà khiến cho hai cổ phiếu này giảm khá là lớn trong tuần vừa rồi. Tổng quan lại, nếu mà về các nhóm ngành và thị trường trong tuần vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được đó là các nhà đầu tư cá nhân vẫn tiếp tục bán dòng cổ phiếu bất động sản, hóa chất và ngân hàng, và động lực để gọi là cân đỡ lại thị trường đó chính là đến từ khối ngoại, khi mà khối ngoại mua dòng lại bất động sản và ngân hàng. Tổ chức trong nước ở đây thì họ chính là tự doanh, thì ở trên thì họ mua khá nhiều bất động sản để cân lại, và đây chính là Novaland. Gần như thì nhìn tổng kết lại thì nhà đầu tư cá nhân trong tuần vừa rồi bán dòng 2.300 tỷ và tổ chức nước ngoài mua dòng 1.900, thì nó cho thấy việc là nhà đầu tư cá nhân vẫn đang là chốt lời khỏi thị trường, hoặc là những nhà đầu tư đã bị kẹp từ giai đoạn trước thì khi bây giờ thị trường phục hồi lên thì cái mức mà lanh quanh hơn 1.050 điểm này cũng là một mức cản của thị trường, và họ đang tranh thủ là gọi là ra hàng. Nếu mà chúng ta nhìn vào kỳ phái sinh thì trong tuần vừa rồi có một sự kiện là hàng tháng, đó là thứ năm vừa rồi, chính là cái việc là kết thúc hợp đồng tháng 11, và hiện tại thì là chúng ta đang giao dịch hợp đồng tương lai của tháng 1. Và nếu mà nhìn vào thì có thể thấy là tự doanh trong vòng 3 phiên đầu tiên, 3-4 phiên sát nhất của hợp đồng tháng 1 này thì họ đang có mức là họ đang short dòng gần hơn 9.000 hợp đồng, và trong phiên thứ 6 thì họ mới chốt bớt khoảng hơn 1.000 hợp đồng. Thì lũy kế lại họ vẫn đang là giữ trạng thái cái khá là tiêu cực về thị trường, khi họ đang short dòng 8.400 hợp đồng, gần 8.500 hợp đồng. Ngược lại thì chúng ta nhìn về phía khối ngoại thì có thể thấy được đó là khối ngoại họ khá là tích cực về thị trường, khi mà ngay trong phiên đáo hạn hợp đồng tháng 12 thì họ đã chuyển trạng thái long của họ từ hợp đồng tháng 12 sang hợp đồng tháng 1, lên đến 11.000 hợp đồng vào tháng 1. Và lũy kế lại thì hiện tại họ vẫn đang long dòng khoảng hơn 15.000 hợp đồng đáo hạn hợp đồng phái sinh vào tháng 1. Điều này cho thấy là khối ngoại vẫn đang là khá là tích cực về thị trường. Trong khi đó thì tự doanh thì cái nhìn của họ có thể về thị trường đang kém tích cực hơn. Cảm ơn những thông tin rất kỹ lưỡng về thị trường của anh Khang. Và từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã nói rất nhiều về thị trường của Việt Nam này, rồi về kinh tế Việt Nam rồi. Vậy thì còn về vĩ mô thế giới thì có điểm gì đáng chú ý với anh Khang? Về vĩ mô thế giới trong tuần vừa qua thì cái thông tin mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đó chính là việc chính phủ Mỹ công bố cái chỉ gọi là chỉ tiêu lạm phát trong tháng 11 vừa rồi. Thì lạm phát tháng 11 vừa rồi của Mỹ là vẫn tăng 0,2% so với tháng 10, và lũy kế lại so với cả cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng 7,1%. Con số này mặc dù vẫn rất là lớn, nhưng mà nó cho thấy một điều tích cực, đó là lạm phát đã tạo đỉnh,
khi mà cái mốc kỳ vọng của nhà đầu tư nó là lên đến 7,2%, và cái mức này thì đang là cách khá xa so với cả đỉnh. Và dựa trên cái số liệu khá là tích cực về lạm phát thì trong cái cuộc họp gần nhất thì là Fed đã quyết định là sẽ chỉ tăng 0,5% trong cái cuộc họp vừa rồi thay vì là mức 0,75 như là dự kiến trước đó. Việc đã tăng lãi suất của Fed chậm lại thay vì là 0,75 chỉ còn là 0,5, và thị trường thì đang tin rằng là sẽ chỉ còn một đợt tăng lãi suất nữa và sẽ chỉ là thêm 0,5% nữa thôi. Và sau đó thì có thể vào cuối năm 2023 thì cái đà tăng lãi suất sẽ ngược lại thành đà giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Thì đây là một tin khá là tích cực đối với thị trường chứng khoán của Mỹ và nói chung và thế giới nói chung. Ở phía bên kia của bán cầu thì chúng ta thấy được đó là có một thông tin rất là quan trọng, đó là chính phủ Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp mà nới lỏng về Zero Covid. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được đó là hầu hết các chỉ số chứng khoán ở châu Á thì đều có mức giảm điểm. Cái điều này thì nó giải thích một điều, đó là việc là hầu như là việc Trung Quốc mở cửa thì được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng từ 1-2 tuần trước, và thị trường chứng khoán của Trung Quốc cũng như là Nhật Bản, Hồng Kông thì đều đã tăng điểm khá là tốt các tuần trước đó, như là các bạn tin trước. Và ở khi mà vào tuần này thì họ đang phải chịu cái sự điều chỉnh. Tuy nhiên thì điều mà tôi muốn nói đó chính là việc Trung Quốc mở cửa thì nó có ảnh hưởng rất là tích cực đến với cả nền kinh tế thế giới và cũng như là Việt Nam nói chung. Thì trong tuần vừa rồi tôi cũng đã làm một video clip nói về các ảnh hưởng cũng như là các cái doanh nghiệp được hưởng, nhóm ngành được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa. Quý vị có thể đón xem tại đây. Vâng thưa quý vị, và đã cuối năm 2022 rồi và chúng tôi hiểu rằng là quý vị cực kỳ bận rộn với những công việc của mình. Tuy nhiên thì kênh YouTube Chứng khoán Pitree vẫn luôn là người đồng hành cùng quý vị, đưa cho quý vị những cái thông tin mới nhất cùng bình luận của các chuyên gia của chúng tôi về những sự kiện mới nhất của thị trường cũng như là nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy quý vị đừng quên like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật thêm những cái thông tin quan trọng nhất của thị trường ạ.